Kính chào quý vị và các bạn, đây là Minh Phát, kênh tin tức tổng hợp giá vàng và giá ngoại tệ trong nước và thế giới. Các bạn đang theo dõi bản tin buổi sáng thứ tư ngày 6 tháng 1 năm 2021. Các bạn thân mến, giá của kim loại quý đã tăng mạnh chỉ trong hai phiên đầu tiên của năm 2021. Đây là điều mà các nhà đầu tư mong đợi từ cuối năm ngoái. Sáng nay, thứ tư ngày 6 tháng 1, giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết ở mức 56 triệu 600 nghìn đồng một lượng ở chiều mua và ở chiều bán là 57 triệu 150 nghìn đồng một lượng. Như vậy, giá vàng SJC đã vượt ngưỡng 57 triệu đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC hiện đang có mức giá 56 triệu 750 nghìn đồng một lượng và ở chiều bán là 57 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Còn tại Hà Nội, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji cũng niêm yết giá vàng ở mức 56 triệu 500 nghìn đồng một lượng ở chiều mua và ở chiều bán là 57 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Ở tại thị trường quốc tế, thúc đẩy giá vàng tăng tại thời điểm này là nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh các trường hợp mắc Covid-19 gia tăng ở Mỹ, châu Âu và nhiều khu vực khác trên thế giới. Đặc biệt, chính phủ Nhật Bản yêu cầu người dân ở thủ đô Tokyo không ra khỏi nhà sau 8 giờ tối. Đồng thời, nhà chức trách nước này cho biết sẽ xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tokyo và 3 thành phố lân cận. Tại nước Đức, có thể gia hạn giãn cách xã hội trên toàn quốc đến ngày 30 tháng 1 để kiềm chế sự gia tăng số ca nhiễm Covid-19. Còn tại Hồng Kông, sẽ đóng cửa trường học cho đến Tết Nguyên đán để hạn chế lây lan của dịch bệnh. Bên cạnh đó, chỉ số đồng USD đã rớt xuống mức đáy 2 năm rưỡi, cũng giúp giá vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ những đồng tiền khác. Nhà đầu tư hiện đang theo dõi sát sao kết quả cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 5 tháng 1 tại bang Georgia, vốn sẽ quyết định đảng nào nắm quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ. Ông Jeff Fesica, nhà sáng lập của Investment cho biết, cuộc bầu cử Thượng viện tuần này có thể sẽ trở thành một sự kiện gây xáo trộn lớn, vì vậy vàng đang neo cao. Có khả năng sẽ có thêm nhiều các kích thích hơn nữa và điều đó sẽ dẫn đến sự sụt giảm của đồng USD. Nếu như Đảng Dân Chủ của Tổng thống mới đắc cử ông Joe Biden giành được quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội Mỹ, thì chính quyền của ông Joe Biden sẽ dễ dàng thúc đẩy các chính sách như là viết lại mã thuế để tăng cường kích thích kinh tế và chi tiêu cho cơ sở hạ tầng. Theo trang Bloomberg, nền kinh tế đang trì trệ, đà tăng của giá tiêu dùng đang chuẩn bị cho một kỳ bùng nổ sẽ làm tăng sức hấp dẫn của vàng, với vai trò của một công cụ chống lại lạm phát. Ngoài ra, khi các đợt phong tỏa vì Covid-19 chấm dứt, nhu cầu bị dồn nén có vẻ sẽ làm tăng giá dịch vụ, giải trí và khách sạn, hướng đến mức lạm phát cao hơn mục tiêu là 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Tất cả những điều trên sẽ đưa kim loại quý giao ngay trở lại mức là 2.000 USD một ounce trong nửa đầu năm nay, thậm chí đủ sức để thiết lập một mức cao kỷ lục mới. Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi bảng giá chi tiết. Các bạn thân mến, vào đêm hôm qua theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã có sự biến động cực mạnh. Qua đó, rạng sáng nay ngày 6 tháng 1, vàng thế giới hiện đang đứng tại ngưỡng 1.949,6 USD một ounce. Về chỉ số đô la Mỹ, hiện đang đứng ở mức thấp là 89,506 điểm. Giá dầu thế giới đứng tại ngưỡng cao, ở chiều mua là 49,94 đô la Mỹ một thùng và ở chiều bán là 49,82 đô la Mỹ. Tiếp theo là bảng niêm yết giá vàng trong nước vào rạng sáng nay, ngày 6 tháng 1 năm 2021. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56 triệu 600 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 150 nghìn đồng một lượng. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 56 triệu 600 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 170 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 550 nghìn đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56 triệu 600 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 150 nghìn đồng một lượng. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 56 triệu 450 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji từ 500 cho đến 800 nghìn đồng một lượng. Vàng Pinji tại thành phố Hồ Chí Minh
mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.150.000 đồng một lượng. Vàng PNG tại Hà Nội mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.150.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch trên chiều mua và chiều bán của vàng PNG là 550.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn. Tại Mi Hồng SJC mua vào 56.750.000 đồng một lượng, bán ra 57.150.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 56.350.000 đồng một lượng, bán ra 56.800.000 đồng một lượng. Vàng Phú Quý SJC mua vào 56.700.000 đồng một lượng, bán ra 57.200.000 đồng một lượng. Vàng Ngọc Hải SJC Hồ Chí Minh mua vào 56.300.000 đồng một lượng, bán ra 57.100.000 đồng một lượng. Vàng PNG SJC mua vào 56.550.000 đồng một lượng, bán ra 57.100.000 đồng một lượng. Vàng PNG một lượng mua vào 55.800.000 đồng một lượng, bán ra 56.300.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC tại một số ngân hàng. Tại ngân hàng Exim Bank mua vào 56.700.000 đồng một lượng, bán ra 57.100.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng ACB mua vào 56.650.000 đồng một lượng, bán ra 57.100.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng TB Bank Gold mua vào 56.500.000 đồng một lượng, bán ra 57.200.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Vietinbank Gold mua vào 56.350.000 đồng một lượng, bán ra 56.920.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.200.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Bidvest mua vào 56.200.000 đồng một lượng, bán ra 57.300.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành. Tại Đà Nẵng mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.170.000 đồng một lượng. Tại Nha Trang mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.170.000 đồng một lượng. Tại Cà Mau mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.170.000 đồng một lượng. Tại Bình Phước mua vào 56.580.000 đồng một lượng, bán ra 57.170.000 đồng một lượng. Tại Huế mua vào 56.570.000 đồng một lượng, bán ra 57.180.000 đồng một lượng. Tại Biên Hòa mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.150.000 đồng một lượng. Tại miền Tây mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.150.000 đồng một lượng. Tại Quảng Ngãi mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.150.000 đồng một lượng. Tại Quy Nhơn mua vào 56.580.000 đồng một lượng, bán ra 57.170.000 đồng một lượng. Tại Long Xuyên mua vào 56.620.000 đồng một lượng, bán ra 57.200.000 đồng một lượng. Giá vàng mẫu số 9, vàng nữ trang SJC. Nhẫn mẫu số 9 ở từ 1 đến 5 chỉ mua vào 55.700.000 đồng một lượng, bán ra 56.250.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang mẫu số 9 mua vào 55.350.000 đồng một lượng, bán ra 56.050.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 24K mua vào 54.495.000 đồng một lượng, bán ra 55.495.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 18K mua vào 40.192.000 đồng một lượng, bán ra 41.192.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 14K mua vào 30.830.000 đồng một lượng, bán ra 32.830.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 21.525.000 đồng một lượng, bán ra 23.525.000 đồng một lượng. Phần cuối bản tin, mời các bạn cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank. Đồng đô la Mỹ mua vào 22.980 đồng, bán ra 23.190 đồng,
giá không thay đổi so với phiên liền trước. Đồng đô la Úc mua vào 17.301 đồng, tăng 19 đồng, bán ra 18.024 đồng, tăng 20 đồng. Đồng đô la Canada mua vào 17.643 đồng, giảm 37 đồng, bán ra 18.380 đồng, giảm 38 đồng. Đồng yên Nhật mua vào 216 đồng, bán ra 228 đồng, giá cũng không thay đổi so với phiên liền trước đó. Đồng euro mua vào 27.607 đồng, tăng 61 đồng, bán ra 29.015 đồng, tăng 65 đồng. Đồng franc Thụy Sĩ mua vào 25.555 đồng, tăng 83 đồng, bán ra 26.622 đồng, tăng 87 đồng. Đồng bảng Anh mua vào 30.564 đồng, giảm 194 đồng, bán ra 31.840 đồng, giảm 202 đồng. Đồng nhân dân tệ mua vào 3.507 đồng, tăng 40 đồng, bán ra 3.654 đồng, tăng 41 đồng. Đồng đô la Singapore mua vào 17.078 đồng, tăng 36 đồng, bán ra 17.792 đồng, tăng 37 đồng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin giá vàng và giá ngoại tệ buổi sáng hôm nay, thứ tư ngày 6 tháng 1 năm 2021. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn ngày mới sức khỏe, niềm vui và luôn luôn thành công trong mọi công việc. Nếu như các bạn yêu Kim Đại Quý, các bạn đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.